Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 dương lịch 2024. Và thời điểm này người dân địa phương Kinh Môn quê mình bắt đầu rông ràn sắn dây và ấp ụ trồng cho vụ mới năm 2024. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái địa phương mình rông ràn như nào nhá. Thì dây cáp thì mình nói với mọi người rồi, khi mình căng làm sao ấy để mình không, để những cái vụ mùa lần sau ấy mình không phải tháo ra mình làm lại, nó rất là mất thời gian và mất công. Với cái diện tích như này thì ở chỗ diện tích này nhà mình thì là khoảng hơn 2 sào, và mọi người sẽ không ấp ụ bằng tay ấy, không dùng sức người để làm mà thuê máy xúc. Thì thuê máy xúc thì nhà mình sẽ rông ràn lên thần cao này, dùng những cái cây dốc khoảng 5 mét, hơn 5 mét, rông thật cao lên như thế này. Thì máy xúc nó có thể dễ dàng đi vào để mà mình có thể ấp được ụ mà không phải mất công mất sức tháo dàn ra, xong đến lúc răng lại nó rất là nâu ấy. Đây, và địa phương mình bây giờ như cái ruộng kia thì người ta cũng mới trồng cách đây được 1 tuần, chỗ mình thì rồng rất là muộn, bây giờ mọi người bắt đầu trồng. Thế cho nên là mọi người mà có nhu cầu trồng cây sắn dây vào thời điểm này thì cũng không lo muộn đâu nhé. Thời điểm này nhà mình trồng thì cũng chỉ đến tháng 1, tháng 2, tháng 3 âm lịch là được thu thôi, và sản lượng nó vẫn đạt là trên 1 tạ cho 1 hốc. Lát nữa mai máy xúc vào thì bắt đầu nhà mình sẽ quay cho mọi người xem cái cách mà người địa phương mình ấp ụ nhá. Mình sẽ quay dần để cho mọi người xem.